Sáng ngày 25 tháng 6, thị xã Đông Triều đã tổ chức lễ phát động chương trình phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em, vận động xây dựng 21 bể bơi cho em và khai trương bể bơi lắp ghép tại phường Hưng Đạo. Hiện nay trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỷ lệ học sinh khối tiểu học và trung học cơ sở biết bơi mới chỉ đạt 14,79%. So với các địa phương khác trong tỉnh, thị xã Đông Triều có rất nhiều sông, suối, ao hồ tiềm ẩn nguy cơ đuối nước với trẻ em. Chính vì thế, chủ động phòng chống đuối nước cho trẻ em thiếu nhi, đặc biệt trong dịp hè là vấn đề được thị xã Đông Triều đặc biệt quan tâm. Từ đầu hè đến nay, thị xã Đông Triều đã mở gần 20 lớp phổ cập bơi cho thiếu nhi, thu hút rất đông trẻ em tham gia. Chính vì nhu cầu học bơi tăng cao và để chủ động phòng ngừa tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em học sinh, thị xã Đông Triều đã xây dựng kế hoạch đầu tư lắp đặt hệ thống bể bơi di động tại 21 xã phường với tổng kinh phí đầu tư trên 7 tỷ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa. Mỗi bể bơi có kinh phí đầu tư khoảng 346 triệu đồng. Hiện tại Hưng Đạo là địa phương đầu tiên của thị xã Đông Triều khai trương và đưa vào hoạt động bể bơi tại trường trung học cơ sở Hưng Đạo. Các xã phường còn lại sẽ tiến hành lắp đặt ngay sau đó với mục tiêu sẽ hoàn thành và khai trương trước ngày 30 tháng 7 năm 2016. Mục tiêu của thị xã đặt ra đó là phấn đấu nâng tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi biết bơi trong dịp hè 2016 từ 15% lên 40%. Để bể bơi hoạt động hiệu quả, thị xã Đông Triều cũng đã chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng nâng cao nhận thức của người dân thị xã về phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước gây ra, tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư bể bơi lắp ghép tại 21 xã phường, tập huấn và cấp chứng chỉ huấn luyện môn bơi cho giáo viên thể dục và đại diện đoàn thanh niên các xã phường, quy chế quản lý sử dụng bể bơi và hướng dẫn các nhà trường được lắp đặt bể bơi, xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp dạy bơi trong dịp hè và trong năm học. Tại lễ phát động đã có 81 cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cá nhân vận động ủng hộ chương trình bể bơi cho em với số tiền trên 6 tỷ đồng. Trong đó có 8 doanh nghiệp tặng 8 bể bơi cho các xã phường.